Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Đánh bại Real Madrid, MU nổ bom tấn 62 triệu euro. MU ganh đua giành Nico Williams. Real Madrid tràn đầy hy vọng chiêu mộ Rodri. Đánh bại Real Madrid, MU nổ bom tấn 62 triệu euro. Man United chốt xong vụ chuyển nhượng Lenny Yoro sau khi trung vệ này vượt qua buổi kiểm tra y tế. Quỷ đỏ sẽ sớm công bố tân binh thứ hai ở hè 2024. Nhà báo David Ostai và Fabrizio Romano, hai nguồn tin chuyển nhượng hàng đầu hiện tại, đều khẳng định vụ Yoro cập bến sân Old Trafford đã xong. MU trả cho Lille 50 triệu euro kèm theo các điều khoản phụ có tổng trị giá 12 triệu euro. Với tổng giá trị 62 triệu euro cho thương vụ này, Quỷ đỏ đã chơi một cú tất tay cho trung vệ chỉ 18 tuổi. Vài ngày trước, Yoro được dự đoán gia nhập Real Madrid, lý do bởi Yoro ước mơ được chơi bóng cho Real. Kênh trắng đã gửi đề nghị có tổng giá trị 50 triệu euro cho Lille. Dù vậy, Lille ưu tiên đổi trả tiền cao hơn. Quyết định cuối cùng của Yoro và người đại diện là đồng ý đến MU. Tại sân Old Trafford, Yoro đã được trao đãi ngộ hấp dẫn hơn so với khi gia nhập Real. Anh nhận lương 7 triệu euro trên một năm, kèm điều khoản 2 triệu euro tiền thưởng. Trung vệ 18 tuổi ký hợp đồng đến năm 2029 cùng MU và Quỷ đỏ có quyền kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm một năm. Yoro được đánh giá là trung vệ triển vọng nhất hiện tại của Pháp. Anh chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên ở Ligue 1 khi chỉ 16 tuổi. Mùa 2023-24, Yoro có bước tiến vượt bậc khi ra sân 44 trận trên mọi đấu trường. Tân binh của MU cao 1m9, được nhận định có lối chơi tương đồng với Raphael Varane. Điểm mạnh nhất mà Yoro thể hiện trong màu áo Lille là khả năng đọc tình huống, cắt bóng quyết liệt. Yoro chơi không chiến tốt và có kỹ năng chuyển bóng đa dạng, do đó là phương án lý tưởng để thay thế cho chính Varane ở MU. Sau khi MU chiêu mộ Yoro, khả năng Matthijs de Ligt cập bến Old Trafford bị bỏ ngỏ. Trước đó, De Ligt mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất về kịch bản gia nhập MU. Theo Sky Sport, huấn luyện viên Ten Hag muốn bán một trong hai Harry Maguire hoặc Victor Lindelof để dọn đường cho trung vệ mới. Khi đó, khả năng De Ligt đến MU có thể xảy ra. MU ganh đua giành Nico Williams. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin có 4 đội bóng, trong đó có 3 cái tên tới từ ngoại hạng Anh, đang dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ chạy cánh Nico Williams sau một kỳ Euro 2024 thành công với chức vô địch. Williams là sự lựa chọn đầu tiên của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente ở vị trí tiền đạo cánh trái trong suốt chiến dịch Euro 2024. Cầu thủ 21 tuổi đã có một loạt màn trình diễn ấn tượng khi La Roja tiến tới trận chung kết và giành chiến thắng trước Anh với tỷ số 2-1 vào đêm Chủ nhật. Chính Williams là người đã khai thông thế bế tắc trong trận chung kết với bàn mở tỷ số ở phút 47 và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau khi Euro 2024 kết thúc, tương lai của Williams có thể sẽ là chủ đề được quan tâm nhất trong thời gian tới. Theo TalkSport đưa tin, có 4 đội bóng muốn bổ sung Williams vào đội hình của họ. Gã khổng lồ của La Liga, Barca là đội bóng đầu tiên đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Williams. Ngoài ra, ba ông lớn ở Premier League là Liverpool, Arsenal và Chelsea cũng đang chạy đua giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh của Bilbao. Nguồn tin này cũng nhấn mạnh, Barca hiện là đội bóng được yêu thích nhất để có được chữ ký của cầu thủ 21 tuổi này vì họ muốn tái lập mối quan hệ của anh với Lamine Yamal. Chủ tịch La Liga, Javier Tebas xác nhận rằng Nico có điều khoản giải phóng hợp đồng và Barca có thể ký hợp đồng với anh ấy, TalkSport tiết lộ. Tebas cho biết, bạn phải nghĩ rằng với nỗ lực của Barca nhằm giảm quỹ lương của họ xuống dưới 200 triệu và các biện pháp khác đã diễn ra trong câu lạc bộ và không liên quan gì đến đòn bẩy, họ hoàn toàn có thể đưa về một cầu thủ như Nico Williams. Barca sẽ có thể đạt được những con số đó, hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu chúng nằm trong chuẩn mực 1-1. Đây là một câu lạc bộ có doanh thu gần 1 tỷ đô, họ có thể đạt được con số đó. Liên quan tới tương lai của nhà vô địch Euro 2024, chủ tịch John Uriarte của Bilbao mới đây đã bày tỏ sự bức xúc trước những tin đồn về tương lai của cầu thủ này. Họ đang đồn rất nhiều sức ép lên thằng bé. Nico phải hứng chịu hàng loạt những câu hỏi về tương lai, trong khi đáng ra cậu ấy cần phải được tập trung để thi đấu thật tốt tại Euro 2024. Bilbao có khả năng tài chính tốt. Chúng tôi hoàn toàn có thể giữ chân những ngôi sao tầm cỡ, bao gồm cả Nico Williams. Trong chuyện này, tiền bạc không phải là tất cả. Tôi muốn nhắn nhủ đến những đội bóng đang ve vãn Nico rằng hãy quên ý định giành quyền sở hữu cậu ấy đi. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã không biết cách bảo vệ Nico và không có sự tôn trọng tối thiểu dành cho các câu lạc bộ thành viên. Tôi cảm thấy rất phiền lòng vì điều đó, nhưng giờ vẫn chưa muộn.
RFF nên có động thái can thiệp. Người đứng đầu Bilbao nói thêm. Real Madrid tràn đầy hy vọng chiêu mộ Rodri. Real Madrid được cho là đứng trước cơ hội rất lớn để chiêu mộ Rodri, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024 sau đây một năm. Hãy rời khỏi Manchester, trời ở đó không có nắng. Hãy đến Madrid, chúng tôi cần cậu. Hơn nữa, cậu cũng đến từ thành phố này. Dani Carvajal cho biết đây là những gì anh nói với Rodri trước khi chung kết Euro 2024 mà Tây Ban Nha thắng Anh 2-1. Hậu vệ phải của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha thừa nhận anh luôn tìm cách tác động tâm lý để Rodri gia nhập Real Madrid. Phải, ngày nào tôi cũng nói chuyện này với Rodri, Carvajal xác nhận trong cuộc trò chuyện với đài Cadena Cope. Từ trung tâm Van de Beek, một quan tâm về Rodri được nhắc đến ngay từ khi Toni Kroos xác nhận treo giày sau Euro 2024. Real Madrid cần một tiền vệ có khả năng điều phối bóng thay thế Kroos. Không nghi ngờ gì, Rodri là lựa chọn lý tưởng nhất. Rodri gia nhập Man City từ 2019 sau một mùa giải nổi bật của Atlético với thời hạn hợp đồng đến 2027. Anh được công nhận là tiền vệ hay nhất bóng đá thế giới hiện nay. Trước những tác động của Carvajal, Rodri, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024 chỉ đáp lại ngắn gọn. Tôi còn hợp đồng với Man City. Không dễ để Real Madrid đưa Rodri về lại thủ đô Tây Ban Nha ngay trong mùa hè năm nay. Tuy vậy, đội ngũ cố vấn của chủ tịch Florentino Perez tin tưởng thành công vào năm tới. Chìa khóa cho niềm tin là Pep Guardiola, người có ảnh hưởng rất lớn đến sự thăng tiến của Rodri trong thời gian thi đấu ở Anh. Pep Guardiola hết hợp đồng với Man City vào tháng 6 năm 2025. Nhà cầm quân xứ Catalonia nhiều lần bóng gió về cuộc chia tay khi ông đã có mọi thứ ở sân Etihad. Mùa hè 2025, Real Madrid cũng chia tay Luka Modric, người vừa hoàn tất gia hạn thêm một năm, ngay sau lễ ra mắt của Kylian Mbappe khi tiền vệ đội trưởng Croatia đứng trước ngưỡng cửa tuổi 40. Chiêu mộ Rodri hè năm sau cũng mở ra một giai đoạn mới về phong cách bóng đá ở sân Bernabeu. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với Real Madrid trong nhiệm kỳ Florentino Perez. Los Blancos là đội duy nhất không bị giới hạn quỹ lương ở La Liga tác động, và đặc biệt hơn khi ký Mbappe dạng miễn phí. Ở Bernabeu, chiếc áo số 16 cũng được dành riêng cho Rodri trong tương lai. Đây là chiếc áo quan trọng với những cầu thủ có ảnh hưởng lớn như Emilio Butragueno, Juanito, Fernando Hierro và Casemiro. Huyền thoại Raul González cũng mặc áo số 16 khi ra mắt mùa 1994-95. Bản tin ngày hôm nay của Góc nhìn bóng đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.